Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được cái Manisert nha các bạn. X553MA Review 2.0. Đây, các bạn quan sát cái mã men của nó này nha các bạn. Hiện trạng của con này là có dòng boost đàng hoàng nha các bạn. Có dòng boost cáp lóc được nha các bạn. Nhưng mà màn hình chỉ hực, nó không có xuất hình nha các bạn. Màn hình nó chỉ hực, không lên hình. Đó, màn hình mình thấy là nó hực, cái gì không lên hình. Rồi bây giờ mình sẽ cắm màn hình vào nha các bạn, cho các bạn xem. Bây giờ trước tiên mình sẽ cắm cái bàn phím trước nha các bạn, cho các bạn quan sát là máy có cáp lóc được nha các bạn. Đây là coi như là cái men đã hoạt động nha các bạn. Đây mình sẽ để cái bàn phím đây nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cắm vào. Rồi, đây nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đèn cáp lóc nha các bạn. Là cái men này đã hoạt động. Nhưng mà cái màn hình nó không xuất ra màn hình nha các bạn. Màn hình nó chỉ hực. Các bạn quan sát dòng thì nó vẫn có dòng nha. Vẫn có dòng boost. Rồi mình sẽ kích nguồn. Máy có dòng boost nha các bạn. Máy có dòng boost rồi, ok. Và các bạn thấy là đèn đã sáng nha các bạn, đèn đó, đèn num lắp đã sáng đó, men đã hoạt động nha các bạn. Đó, men đã hoạt động rồi. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào để cho các bạn xem là máy không xuất hình nha các bạn. Máy màn hình nó chỉ hực lên đó, xong rồi tắt. Đây là cũng một cái ban nha các bạn đó, một ban của dòng Asus X553MA nha các bạn. Cáp lóc men đã hoạt động nha các bạn. Mọi thứ đã hoạt động nhưng mà không xuất hình. Rồi bây giờ mình sẽ để màn hình vào nha các bạn, cho các bạn xem. Mình sẽ cho các bạn xem màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Các bạn cũng quan sát cái đồng hồ dòng của mình nha các bạn. Đó, máy có dòng boost nha các bạn. Máy có dòng boost. Và các bạn thấy là không có xuất hình nha các bạn. Ok các bạn, máy có dòng boost nhưng không xuất hình. Đây, màn hình đen thui. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra và mình sửa chữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra và sửa chữa. Ở đây thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra khu vực cáp màn hình nha các bạn, xem là nguồn 19 và nguồn 3.3 đã có lên trên chưa nha các bạn. Đã có sức lên chưa. Bây giờ trước tiên là mình sẽ kiểm tra, mình sẽ dò sima nha các bạn. Ok. Dò sima bao view nha các bạn. Dòng Asus thì chỉ có bao view. Rồi bây giờ mình sẽ dò bao view. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra ngay dắt màn hình nha các bạn. Xem. Bây giờ mình sẽ kiểm tra là chân chân 2 và chân 3 nha các bạn. Trên cái dắt Z4501 nha các bạn. Cái jack màn hình, socket lên màn hình nha các bạn. Z4501.
Bây giờ mình sẽ kiểm tra chân 2 và chân 3 là 3V LCD nha các bạn. Đó, tại vị trí chân 2 và chân 3. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn và mình sẽ đo. Rồi các bạn quan sát đồng hồ dòng ô đồng hồ của mình nha các bạn. Đó, mình sẽ đo volt xem có volt lên chưa nha các bạn. Rồi bắt đầu mình kích nguồn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cái đồng hồ của mình xem có 3V LCD chưa nha các bạn. Ồ, cái này chắc phải cắm màn hình vô mới có nguồn 3V LCD quá. Để mình cắm cái màn hình vào nha các bạn. Đó, để mình cắm cái màn hình vào cho mình dễ quan sát nha các bạn. Rồi mình sẽ để cái đồng hồ này, mình sẽ để cái màn hình là vô nha các bạn. Ây chà, khó đó ha. Ây chà, bây giờ mình sẽ đo chân 2, chân 3. Rồi mình sẽ cắm màn hình vào nha các bạn. Nhiều cái tín hiệu 3V LCD nó phải cần có màn hình nó mới có sức ra được nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo cho các bạn xem là có 3V LCD chưa nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình nha. Đó, rồi như vậy là khi cắm màn hình nó có 3V LCD nha các bạn. Đó, các bạn quan sát là có 3V LCD. Đó, có 3V LCD nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo chân 24, 25 nha các bạn. Là chân có 3 chân 20, 23, 24, 25 hay gì để mình coi lại một cái. Rồi đúng rồi, chân 23, 24, 25 nha các bạn. Trên cái Z4501 đó, là cái chân nguồn 19 đưa lên nha các bạn. Đó, xem nó có chưa. Ồ, như vậy là tại vị trí chân 23, 24, 25 mình đo là nó có 3V mấy nha các bạn. Đó, cái chân này 19 nguồn đã bị sụt nha các bạn. Đó, cái nguồn chân 19 nó bị sụt. Đó, các bạn quan sát là cái chân có nguồn 19 nó đang bị sụt nha các bạn. Đó, còn có 3V 7. Đó, nó làm mà mắc cái nguồn 19 lên cao áp led nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn 19 này từ đâu đưa tới nha các bạn. Đó, để mình giải quyết cái bao này. Đó, màn hình nó hợt hợt không lên xuất hình nha các bạn.
Rồi. Như vậy là sau khi mình kiểm tra thì mình thấy được cái chân 23, 24, 25 đó là cái chân LCD inverter nha các bạn. Đó là chân LED LCD LED VCC inverter nha các bạn. Đó là cái chân 19V đưa lên cao áp LED nha các bạn. Nó đưa lên phần cao áp LED. Thì cái chân này nó đang bị sụt áp nha các bạn. Nó còn có 3.7. Đó, như cái đồng hồ mình vừa đo nãy. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiểm tra xem nguồn 19 nó xuất phát từ đâu nha các bạn. Xem nguồn 19 nó xuất phát từ đâu. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra nguồn 19 nha các bạn. Xem nguồn 19 đưa vào chân 23, 24, 25 nó xuất phát từ đâu nha các bạn. Rồi mình sẽ dò trên bo view nha các bạn. LED LCD inverter. Như vậy là mình sau khi mình quan sát Sima thì mình thấy được nha các bạn, đó là nó sẽ qua một cái cuộn dây L4505 nha các bạn. Đó, chân AC nó lấy nguồn trực tiếp từ AC bus nha các bạn, system nó đi qua là chân LED VCC inverter. Đó, như vậy là tại cái cuộn dây L4505 nha các bạn, nguồn 19 nó sẽ đưa qua cái cuộn dây L4505 để nó đưa vào cái chân 23, 24, 25 nha các bạn, để nó cấp vào cái nguồn cao áp LED nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ dò xem nó nằm vị trí bên đây. Rồi đây, mình phát hiện đây là cái con L nha các bạn. Đây. Đó, đây là cái con L L4505 đây nha các bạn. Đây. Đó, vị trí này là L4505 nha các bạn. Các bạn quan sát. Đó, cho mình sẽ cho các bạn xem đây là L4505 nha các bạn. L4505. Rồi bắt đầu mình sẽ đo, mình sẽ xem cái nguồn qua bên đây như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ có cắm màn hình vào nha các bạn, xem cái hiện trạng nó sẽ như thế nào. Không thì mình sẽ đo nguội nha các bạn. Mình đo nguội cho nó dễ đi. Cắm vào xoay nó hơi khó cái cáp nha các bạn. Cáp này xoay được ta. Cái cắm mà mình đo luôn đi. Cắm vào mình đo tại vị trí đó. Rồi mình sẽ lật qua vậy nha các bạn. Như vậy cho các bạn quan sát cho nó dễ. Rồi bắt đầu mình sẽ cho các bạn xem luôn cái volt của nó. Rồi mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ volt của mình nha các bạn. Đó, cái màn hình nó thật. Ở đầu 19 bên AC bus là có nha các bạn. Rồi mình đo bên đây. Đó, ngay tại vậy là ngay cuộn dây này có vấn đề nha các bạn. L4505 có vấn đề, nó bên đây nó cấp và nó bị sụt xuống còn có 3.7 nha các bạn. Cuộn dây này khả năng là nó bị đứt rồi. Còn có 3.7 à. Đây, mình các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiểm tra cuộn dây nha các bạn. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ kiểm tra cuộn dây. Mình sẽ kiểm tra cuộn dây và mình xem coi cuộn dây nó có bình thường hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái cuộn dây. Đây, mình sẽ kiểm tra cuộn dây nha các bạn. Wow, cái cuộn dây nó bị đứt rồi nha các bạn.
Cuộn dây đã bị đứt rồi nha các bạn. Cuộn dây nó không còn không ôm nữa mà nó đứt rồi. Cuộn dây L4505 đã bị đứt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay thế cuộn dây này nha các bạn. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay thế cuộn dây này. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, sau khi mình bóc được cái men sát ra cái cuộn dây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thay thế vào cái cuộn dây của L4505 trên men Asus nha các bạn. Sau khi mình đã kiếm trên men sát được cái cuộn dây này, rồi bắt đầu mình sẽ thay thế vào. Thay thế vào cái cuộn dây trên men nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ khò cái cuộn dây này ra và mình sẽ gắn vào nha các bạn. Rồi mình sẽ bóc cuộn dây này ra. Rồi mình sẽ gắn cuộn dây này vào nha các bạn. Rồi như vậy là mình vừa thay thế xong cái cuộn dây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại nha các bạn. Ok, như vậy là nó không ôm rồi nha các bạn. Ok, cuộn dây đã không ôm. Rồi bây giờ mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn. Mình sẽ gắn màn hình vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Mình sẽ gắn cái màn hình vào xem máy có xuất hình không. Các bạn cũng quan sát cái đồng hồ của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi mình kích nguồn. Rồi mình xem nó xuất hình không nha các bạn. Rồi ok, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi ok. Như vậy là máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái Asus X553MMA này nha các bạn. Review 2.0 là bị lỗi cái cuộn dây L4505 nha các bạn. Sau khi mình thay thế cái cuộn dây L4505 thì máy đã xuất hình nha các bạn. Máy đã xuất hình. Rồi, máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi, ok. Máy đã xuất hình đẹp. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.